Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tâm điểm tiêu dùng. Thưa quý vị, với lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 năm nay, các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội như bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm, bến xe Mỹ Đình hay bến xe Gia Lâm đều sẵn sàng kế hoạch tăng cường xe nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày, nên nhiều người dân sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội đã lựa chọn về quê nghỉ lễ hoặc đi du lịch. Vì vậy, lượng khách đổ về các bến xe lớn như bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, bến xe Nước Ngầm tăng đột biến. Lượng khách kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Bến xe cũng đã tăng cường thêm xe để đảm bảo nhu cầu của người dân. Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, bến xe Giáp Bát đã tăng cường thêm từ 250 đến 300 lượt xe mỗi ngày. Ông Nguyễn Tất Thành, giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, hiện chưa có đơn vị vận tải nào thông báo về việc tăng giá vé và giá vé sẽ được giữ nguyên. Chúng tôi đã họp với các đơn vị vận tải. Thứ nhất là yêu cầu các đơn vị vận tải phải đảm bảo số chuyến lượt đăng ký bến. Ngoài ra phải chuẩn bị một số cái xe dự phòng để tăng cường cần thiết. Do nghỉ 5 ngày, chúng tôi cũng xác định đây là cái đợt cao điểm nhất trong năm. Hành khách dự kiến chúng tôi trong cái đợt này khoảng trên dưới 3 vạn lượt người. Chúng tôi dự kiến là tăng khoảng từ 250 đến 300 lượt xe so với ngày thường. Lượng khách đi lại qua các bến xe tăng cao từ chiều tối ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 27 tháng 4, chủ yếu là học sinh, sinh viên tranh thủ về quê. Về công tác an ninh trật tự thì bến đã họp các cái đơn vị chức năng trong việc là đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài bến, đặc biệt là cũng phân công rõ trách nhiệm từng lực lượng, cụ thể như là cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự thì đảm nhận vòng ngoài, còn đội hình sự cũng như công an phường cũng như trạm đảm nhận vòng trong để đảm bảo cái an ninh trật tự trong và ngoài bến. Còn đến giờ phút này thì bến cũng chưa nhận được bất cứ văn bản nào của các cái đơn vị về việc tăng giảm giá vé, do đó thì cái giá vé vẫn giữ nguyên như hiện trạng. Trong các ngày có những tuyến đông khách cần giải tỏa sớm, bến xe sẽ linh hoạt giải quyết không theo tuần tự biểu đồ hàng ngày và huy động xe tăng cường vào những thời điểm thích hợp. Các đơn vị vận tải phải đảm bảo số lượng xe đã đăng ký tăng cường và chỉ cho phép huy động xe của các nhà xe đang hoạt động trong tuyến. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã có công văn số 3270 yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 thường xuyên theo dõi, nhắc nhở đội ngũ lái xe thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, có phương án bố trí lái xe và lái xe dự phòng để thay thế khi cần thiết, xử lý nghiêm trường hợp lái xe sử dụng rượu bia, chất ma túy khi lái xe. Các đơn vị này cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm việc kê khai giá, niêm yết giá cước vận tải và bán vé theo đúng quy định, không vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng không rõ xuất xứ. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cũng phối hợp với các đơn vị có liên quan thu hồi phù hiệu, yêu cầu bến xe từ chối phục vụ và tiến hành cắt nốt đối với các xe vi phạm. Các đơn vị khai thác bến xe sẽ lập biên bản đối với các trường hợp để lái xe, chủ phương tiện tăng giá vé, phụ thu trái quy định, kịp thời bố trí xe khác hoạt động thay thế các xe vi phạm. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tâm điểm tiêu dùng tuần này của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp mời quý vị gửi về báo Người Tiêu Dùng, địa chỉ số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội hoặc cơ quan đại diện phía Nam báo Người Tiêu Dùng, tòa nhà báo Người Tiêu Dùng, số 6266 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể trực tiếp liên hệ thông qua hòm thư toasoanbao.nguoietieudung@gmail.com hoặc gọi về số hotline 090-191-3888. Bảo Linh cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!